Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Cần Lắm Những Tấm Lòng do Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa và Hội Chữ Thập Đỏ Thanh Hóa phối hợp thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. 10 tháng năm 2019, tổng giá trị các hoạt động xã hội và trợ giúp nhân đạo của Hội Chữ Thập Đỏ đạt gần 47 tỷ đồng. Tiếp đến là thông tin về hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Lương Thị Linh, bản Xanh, xã Trung Hà, huyện Quan Sơn. Sau đây là nội dung chương trình. Nhờ có nhiều cách làm sáng tạo, 10 tháng năm 2019, tổng giá trị các hoạt động xã hội và trợ giúp nhân đạo của Hội Chữ Thập Đỏ đạt gần 46.623 tỷ đồng, trợ giúp cho hàng trăm ngàn lượt đối tượng có hoàn cảnh khó khăn ở khắp các vùng miền trong và ngoài tỉnh. Công tác xã hội và trợ giúp nhân đạo được tổ chức bằng nhiều phong trào, chương trình hoạt động, tiêu biểu là các hoạt động của tháng nhân đạo, cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo. Các hoạt động tương thân tương ái, thông tin về địa chỉ nhân đạo qua chuyên mục Cần Lắm Những Tấm Lòng của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa đã nhận được nhiều sự quan tâm hỗ trợ qua tài khoản trực tiếp của nhiều tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh. Bên mái tranh nghèo của bản Xanh, xã Trung Hạ, huyện Quan Sơn, chị Lương Thị Linh dù đang ốm yếu do phải điều trị căn bệnh ung thư hiểm nghèo vẫn phải cố gắng lao động để có thể trang trải cho cuộc sống gia đình nghèo khó. Qua câu chuyện của chị Lương Thị Linh là chuỗi ngày dài của những khó nhọc lo toan mà người phụ nữ như chị phải gánh chịu. Đến tuổi trưởng thành, chị Lương Thị Linh lập gia đình với anh Ngân Văn Doãn. Do gia đình hai bên nội ngoại cũng thuộc diện nghèo khó, không có nhà để ở, nên anh chị khai hoang mảnh đất nhỏ ven núi để làm nhà ở tạm. Hàng ngày anh Doãn, chị Linh xin đi làm thuê quanh làng kiếm bỏ gạo sống qua ngày. Thực hiện chương trình hỗ trợ cho gia đình hộ nghèo, xã Trung Hạ đã cấp cho gia đình chị một đôi bò giống. Sau khi bò giống sinh sản, bán bò, anh chị có vốn mua thêm vài con lợn, con gà để nuôi thêm. Cuộc sống dẫu khó khăn nhưng anh chị vẫn cố gắng chăm chỉ lao động để lo lắng cho gia đình và chăm sóc các con nhỏ. Nếu như cách đây 4 năm, chị không phát hiện ra mình bị mắc bệnh ung thư. Tôi cảm thấy mệt mỏi, xong tôi đi khám thì bác sĩ bảo là tôi bị bệnh ung thư. Tôi cũng lo cho con tôi đang còn nhỏ, đang đi học, tuổi ăn tuổi học thì không có ai trông, thì hơn nữa nhà thì cũng rách nát, mưa gió thì không có lo, không có chỗ cho con trú mưa trú nắng. Đã 4 năm, hầu như tháng nào chị Linh cũng phải ra Hà Nội để điều trị bệnh ung thư. Mọi chi phí đi lại, thuốc men, điều trị tốn kém, khiến gia đình chị rơi vào cảnh túng thiếu, kiệt quệ. Hiện nay, hầu như các con trong gia đình chị phải nương tựa nhờ gia đình, người thân, hàng xóm. Lương Thị Linh thì bệnh ốm nặng, thỉnh thoảng cứ đi viện ngoài Hà Nội, đi viện ca ngoài Hà Nội. Xong thì tôi là người hàng xóm thì phân công đến giúp đỡ, bảo các cháu đi học, đến mùa cấy thì tôi cũng phân công chị em phụ nữ đi cấy giúp. Anh Doãn, chị Linh thì thực sự ra là đấy, vừa đặc biệt khó khăn, vừa nghèo lại bệnh tật. Huyện cũng đã cố gắng hết sức. Thứ nhất là cũng kêu gọi các nhà hảo tâm, các tổ chức quan tâm hỗ trợ để cho bà con, nhất là làm cái nhà cửa ở để cho nó đỡ tránh mưa dột trong khi mùa mưa, mùa bão đến. Bản thân chị Linh mắc bệnh hiểm nghèo, tiền điều trị thuốc men ngày một tốn kém. Trong khi anh Doãn, chồng chị Linh, chỉ đi lao động thuê, thu nhập thấp, không ổn định. Hai cháu nhỏ còn đang tuổi đi học, nên cuộc sống rơi vào cảnh khó khăn cùng cực. Để giúp đỡ gia đình chị Linh vơi bớt những khó khăn, rất mong nhận được sự chia sẻ giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các tấm lòng nhân ái trong cộng đồng xã hội. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Thanh Hóa, số 263 đường Trần Phú, phường Bắc Đình, thành phố Thanh Hóa, điện thoại 0977270200 hoặc chuyển tiền ủng hộ về tài khoản 3500201026060, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Thanh Hóa. Chuyên mục Cần Lắm Những Tấm Lòng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.